Đây, clip này em quay giới thiệu lại cho các bác một số mã loa dòng loa Buxell. Loa thì còn rất nhiều. Loa này thì em đã có bản giới thiệu chi tiết cho các bác rồi. Đây, vừa nhấc cái đống lô này ra, có nghĩa là về cái này em đã có bản clip test cho bác và có clip giới thiệu một số mặt hàng rồi, đã báo giá cho các bác rồi. Nhưng mà để nói đúng hơn là em đã thông báo ở kênh Tuấn Âm Thanh Phú Thọ để cho các bác sang cái kênh Tuấn Thảo này. Thì em sẽ thông báo là tất cả những mặt hàng em đã bán nhé. Như ví dụ như những con này chẳng hạn, hàng ngày các bác xem kênh của em bác biết rồi, những con loa màng trắng kia mức giá của nó là 1,6 triệu. Thì hôm nay em sẽ giảm giá cho bác xuống còn 1,3 triệu. Tóm lại là hôm nay em sẽ giảm cho các bác trung bình từ 300 một con. Ví dụ như 1,6 triệu thì sẽ xuống 1,3 triệu, mà 1,3 triệu sẽ xuống 1 triệu, và 1,2 triệu thì sẽ xuống 900 chẳng hạn. Em sẽ giảm, và cái giảm đấy là cái giảm em cảm ơn các bác là sang đăng ký kênh bên Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ. Bởi vì là kênh Tuấn Âm Thanh Phú Thọ thì em đã nói với các bác ở trên kênh rồi ạ, là hiện tại là em đã đang phải gỡ dọn dẹp một số clip nó liên quan đến cái video test cho bác nghe âm thanh đấy. Test thì nó lại liên quan đến một số cái bản nhạc nó dính bản quyền, nên là bên chủ sở hữu họ yêu cầu, không thì họ sẽ đề nghị là nên liên quan đến cái kênh thì nó mất việc, nên em đang xử lý kênh. Thì sau đây em sẽ báo giá cho bác, em đúng lời hứa luôn nhé, em đã báo em đăng sang kênh này là em sẽ giảm giá cho bác, giảm giá. Và em sẽ chủ yếu là em sẽ đăng bên kênh Tuấn Thảo Âm Thanh Phú Thọ, còn kênh Tuấn Âm Thanh Phú Thọ em sẽ đăng, nhưng em sẽ đăng sau một ngày nhé, sau một ngày hoặc cuối ngày đấy. Thì tất cả những cái mặt hàng thì báo cáo các bác là số thì giá thì đều đã có trên kênh rồi, nhưng mà hôm nay em sẽ quay lại chỗ này, em quay tổng hợp là gì, mỗi một mã loa. Ví dụ mã màu vàng này vẫn là giá 1,3 triệu, nhưng mà em ví dụ bác nào thích màu vàng, ví dụ cái đôi này bác số 88 bác lấy rồi, thì cái lô trong kia kìa em còn này rất nhiều là đôi màu vàng như vậy, để em sẽ thay thế vào cho nó. Nên những cái sản phẩm này là em đã nhấc từng đôi, nó có những cái màu mã riêng cho bác, nên bác thích đôi nào là em sẽ lấy cái màu mã riêng cho bác. Còn hàng thì em bao hoạt động tốt hết, hàng bao hoạt động tốt hết cho các bác nhé, có yên tâm, hàng bao hoạt động tốt, lỗi đổi còn hàng em chuyển đến nơi cho các bác, để cho các bác kiểm tra hàng, tình trạng rơi vỡ hàng các bác hủy đơn giúp em nhé, hủy đơn giúp em, bên vận chuyển họ phải đền nếu tình trạng rơi vỡ. Còn nếu mà nó vỡ nhỏ, nó sứt nhẹ nhàng mà các bác có thể khắc phục hỗ trợ được bên bưu điện thì bác hỗ trợ, còn không thì bên bưu điện họ vận chuyển họ phải đền vậy thôi. Sau đây em sẽ báo giá, em báo nhanh thôi. Tất cả đây là dòng loa Onkyo, chỉ có một duy nhất một đôi, đó là đôi Denon thôi, Denon thôi. Còn tất cả đều là Onkyo, có công suất là 140W một đôi này. Tất cả Onkyo này đều có một công suất 140W một đôi, trở kháng trung bình từ 4 đến 6 ohm. Thì trong lúc em báo giá thì em sẽ báo công suất, báo trở kháng luôn chứ không báo công suất nữa. Bởi vì công suất của nó như nhau hết rồi, 140W một đôi rồi. Kể cả đôi to, đôi nhỏ, hay đôi sâu hậu, hay dài hậu, hay cao. Đấy, bây giờ em sẽ bắt đầu từ đôi này. Đôi thứ tự là đôi số 88, là dòng DV77. Con này đặc biệt là rất hay là lỗ thông hơi phía trước, nên các bác có thể đặt sát phòng. Những đôi loa này các bác có thể nghe độc lập cho những căn phòng 30 đến 25 m2. Bao hay và cực kỳ hay luôn, bắt đầu cần thì em có bản test nhé, cho các bác luôn nhiều. Giá trên kênh, tất cả trên kênh từ trước đến giờ, từ năm ngoái năm nay đều là 1,3 triệu một đôi này. Như em đã nói rồi thì em sẽ giảm xuống cho các bác còn 1 triệu nhé. Tất cả những mặt hàng, không nhất thiết là phải những đôi loa em quay ở đây, mà kể cả bác lấy những đôi loa khác thì vẫn giá em giảm y như vậy cho các bác. Màng ke van 1,6 triệu thì còn 1,3 triệu. Ví dụ như con này chẳng hạn nhé, số 88 1,3 triệu sẽ còn 1 triệu nhé, còn 1 triệu nhé. Đấy, con này đây, màu vàng thôi phía trước thì chưa, con này trở kháng 6 ohm, con bên cạnh này trở kháng cũng 6 ohm, con này màu vàng đậm hơn. Con số 93 giá 13 cũng xuống 1 triệu nhé, còn 1 triệu 3. Chỉ duy nhất có đợt này em sang chuyển sang kênh nhé, một luôn cho bác nhé, 1.0 chưa, sang con 102 cũng giá 1,3 triệu, lỗ thông hơi phía trước được chưa. Đấy, con này cũng đẹp này, con này là màu ở đỏ bốc đô đấy, con này là trở kháng 5 ohm, con này trở kháng 5 ohm giá 1,3 triệu cũng còn 1,10 triệu. Con này cũng trở kháng 5 ohm, DX7A số, con này 102 này, con này số 98 này 1,3 triệu cũng còn 1.0.
1.700.000. Đấy, chưa? Sang đến con số 80. Con số 80 này. Nha. Con số 80 này cũng 1.300.000, con này D052X, con này. Con này là size lớn các bác nhé. Con này là model nó khác hẳn những con này luôn này. Con này đi rồi, con này 1.300.000, giảm cho bác 200 thôi. Còn 1.100.000 nhé. 1.100.000. 1.100.000. Con này size nó, bác nhìn này, nó to hơn hẳn con này nhé, nhìn nhé, nó to hẳn. Con này còn khác luôn nữa, khác luôn này. Con này 1.300.000, còn 1.100.000 này. Con này trở kháng 4 ohm. Sang đấy con này nữa, con này cái con size to luôn, con này trở kháng cũng 4 ohm. Con này trở kháng 4 ohm và con này nó to, to nhất trong cái lô cả dãy này luôn, con này to nhất luôn. Con này DA062AX ạ. Hai con này hàng nó khác luôn với con này nhé. Nó khác, nó to, nó dàn chung rồi. À, con này số 95 giá 1.500.000 thì để cho các bác nhé, giảm cho bác còn 1.300.000. Những con này giảm như thế đã lỗ lắm rồi. Đấy, 1.300.000. Được chưa? À, con này là con DG9GX. Con này 1.600.000. Để xem các bác, 1.600.000. Con này là trở kháng 4 ohm. Trở kháng 4 ohm. Để cho bác 1.300.000. Con này là cái viền vách này này. Nó gọi là cái nẹp này. Nó bị bong này, các bác về kể cả bác giật hết đi cho đẹp được, lột tất định được, chả ảnh hưởng gì cả. Nó chả ảnh hưởng gì chất âm xung quanh cả. Nó dán lấy cho đẹp thôi. Đấy, số 81 1.600.000 để cho bác 1.300.000. Con này cực kỳ hay luôn nhé, bác nhìn chất này. Đừng có chê những đôi loa này. 1.300.000. Chưa? Sang đôi đờn ông này. Đây là lỗ thông hơi phía trước. Số thứ tự là 92 giá 1.600.000. À, con đờn ông này công suất là trở kháng 6 ohm. Công suất đôi này là 100W. À, để cho các bác 1.600.000 còn 1.300.000. Đờn ông đừng có chê. Sang đôi 85 cũng 1.300.000. Con này 85.300.000, con này là trở kháng 6 ohm. Nó giống con đằng kia mà. Con này trở kháng 6 ohm này. Con bên cạnh 6 ohm luôn. Hai con này nhé, con này trở kháng 6 ohm, con này 6 ohm. Con 85 và con 96 này 1.300.000 thì đều xuống 1.000.000 hết này. 1.0 này, 1.000.000 này, thấy chưa? Sang con 82 và con 89 này đều giá 1.600.000 màng ke van. Thấy chưa? Để em xem trở kháng hai con này luôn. Hai con này. À, con 82, hai con này đều là trở kháng 4 ohm. Trở kháng 4 ohm. Hai con này. 82 và 89 giá 1.600.000 còn 1.300.000. Ba, được chưa? Em ghi còn 1.300.000 luôn cho bác nhé, hai con này. Con 94 và con 99 đều giá 1.600.000 tiếp này. 94, 99 này, còn những con ở giữa là người lấy mất rồi thì còn đấy. 94, 99. Hai con này cũng đều trở kháng 4 ohm hết. 94 và 99 đều trở kháng 4 ohm giá 1.600.000, đều còn 1.300.000. Nghe cái máy đấy. 1.300.000. Tiếp tục sang đến con 84. Con này chất của nó đấy, con này thì hàng nó dòng của dàn chung rồi. Dàn chung. Con này là con 84. Con này ngày trước có 1.800.000, 1.700.000, 1.800.000. Không ai bác hỏi. Con này giảm cho bác tiếp nhá. Từ 1.700.000. Còn 1.400.000. Con nhất tử không thích, thôi 1.300.000 đi. Em rất ghét số 4. Đấy. 1.300.000. Con này con Onkyo D032A. D032A này. À, con này trở kháng 5 ohm. 5 ohm Onkyo. Sang đến tiếp theo cái lô này là lô vẫn công suất như vậy nhưng nó thiết kế cho dàn đầu dọc. Cái loại đầu dọc. Công suất vẫn 140W, đánh cực kỳ hay luôn. Có bản test hết cho bác rồi. Bác nào cần em gửi bản test cho. Và con số 90 giá 1.200.000 nhé. Con này số 90 giá 1.200.000. Con này số 90 giá 1.200.000 này. 90 giá 1.200.000 trở kháng 5 ohm. Thì bây giờ giảm cho bác 300 đúng không? Còn 900 nhé. Con này 89 giá 1.500.000. Con này màng ke van mà. 1.500.000. À, trở kháng đọc luôn này. À, trở kháng 4 ohm. Trở kháng 4 ohm giá 1.500.000 màng ke van, còn 1.200.000. Giảm cho cứ 300 một con. Nói là làm. Sang con là 101.
giá 1,2 triệu, giảm 300 còn 900. 900 luôn, đọc luôn thùng trở kháng cho các bác, còn công suất thì vẫn 140W rồi, trở kháng 5 ohm. Con 101 trở kháng 5 ohm. Con 103 này xem trở kháng mấy ohm này. 103 trở kháng 5 ohm. Con 91 này tiếp luôn này, trở kháng 5 ohm tất, trở kháng 5 ohm. Con 103 này giá 1,2 triệu, giảm 300 còn 900. Chưa? 900 đẹp lung linh nhé, hàng chất. Con 91 này giá 1,2 triệu thì gọn còn 900. Tất cả đều có e căng nhé, đều có e căng hết ạ. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ em, cảm ơn nhé.